Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi nói về một cái câu chuyện gọi là khởi kiện hay khởi tố. Thưa quý vị và các bạn, có một cái câu chuyện nó sẽ như thế này. Có một người nhà, họ nhờ cái dịch vụ để thực hiện cái hoàn tất cái thủ tục hợp thức hóa nhà đất. Và vì họ ở xa cho nên họ không có thực hiện không có trực tiếp hoàn tất cái việc mà thủ tục mà xin hợp thức hóa nhà đất, thì họ đã nhờ ăn dịch vụ. Thì trong cái quá trình mà nhờ cái ăn dịch vụ, vì cái ăn dịch vụ này có một cái sự quen biết với họ cho nên họ đã tin tưởng, và anh dịch vụ anh đã nói rằng là thôi thì bây giờ chú cứ ra phòng công chứng đi rồi ký dùng một số giấy tờ, và sau khi mà hoàn tất giấy tờ thì con ở đây con sẽ nhận bằng chứng cho chú. Nói là như vậy vì một cái sự không có am hiểu pháp luật cho nên anh dịch vụ này ảnh đã không trung thực. Tôi sử dụng cái từ không trung thực, quý vị và các bạn ạ. Tôi sử dụng cái từ không trung thực, và anh đã có những cái động tác rằng thay vì cái phạm vi ủy quyền là được thay mặt liên lạc với cái phòng công chứng, liên lạc với ủy ban nhân dân của nơi đất sở tại, thực hiện hoàn tất và nhận bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Tuy nhiên rằng là anh làm một cái phạm vi rộng hơn, quý vị và các bạn, anh làm một cái phạm vi rất rộng. Rất rộng là gì? Rất rộng là sau khi hoàn tất cái thủ tục sang tên đăng bộ qua tên của ông A và nhận bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, rồi lại mua bán tặng cho, cầm cố thế chấp những cái quyền của một chủ sở hữu. Vấn đề là thì vì cái chú này chú ở xa cho nên mà về kiến thức pháp luật thì chú cũng không có cập nhật. Và lại vì cái người dịch vụ mình cũng tin tưởng thông qua những cái người quen, những cái người họ hàng nhà mình, chứ mình không ngờ rằng sau khi hoàn tất cái thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thì cái anh dịch vụ này anh làm luôn cái động tác anh bán cái tài sản này. Vậy thì chú mới hỏi tôi rằng bây giờ khởi kiện dân sự hay là khởi tố về hình sự. Tôi bảo rằng là nếu trong trường hợp hồ sơ có đầy đủ yếu tố và theo ý chí của chú muốn khởi kiện hình sự, theo ý kiến của chú muốn khởi kiện về dân sự, tôi sẽ làm. Tại vì vấn đề luật sư là gì? Luật sư chỉ dựa trên những cái yêu cầu của khách hàng. Chú bảo với tôi rằng là tôi cho rằng có một sự không trung thực trong cái việc ký ủy quyền, và có một cái sự giả mạo chữ ký. Đây là một cái yếu tố để chúng ta có thể khởi kiện để yêu cầu hủy cái văn bản, cái hợp đồng ủy quyền. Tôi xin nói thêm một chút về từng vấn đề nha quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp chúng ta đi khởi kiện ở tòa án thì chúng ta sẽ yêu cầu hủy cái hợp đồng ủy quyền. Hủy cái hợp đồng ủy quyền với lý do là như thế nào? Thực ra cái phạm vi ủy quyền không phải là quyền định đoạt tài sản, mà phạm vi ủy quyền chỉ là ủy quyền hoàn tất cái thủ tục. Người ta nói theo sang tên đăng bộ hoặc hoàn tất cái thủ tục qua tên một người ai đó. Và chú bảo với tôi rằng là tôi chú không có ký, và chú ký chú cũng không đọc vì tin tưởng. Còn một cái yếu tố nữa, đó là có một cái hành vi ở đây công chứng viên ký cái văn bản ủy quyền, và cái âm dịch vụ này ai làm lỗi
trong cái việc mà nó có sự không trung thực trong cái chữ ký này. Và sau khi mình cung cấp những cái chứng cứ cho tòa án thì sẽ giám định chữ ký chữ viết. Và khi giám định chữ ký chữ viết cộng với những cái chứng cứ một cái cách toàn diện, một cái cách đầy đủ thì tòa án sẽ ban hành phán quyết. Và nói thật với quý vị và các bạn, niềm tin nội tâm của một luật sư, và tôi cho rằng những gì không phải của anh dịch vụ thì anh dịch vụ phải trả lại cho chú. Đó là một cái sự công bằng mà tôi nghĩ rằng là không phải ở bất cứ đâu xa lạ. Vì anh dịch vụ có thể anh sẽ nhận một cái số tiền sau khi anh hoàn tất thủ tục, chứ anh không thể nào anh lấy cả cái nhà của người ta anh đem anh đi bán. Đó là một cái chuẩn mực tương đối và tôi nghĩ rằng ai cũng phải biết vấn đề này. Tôi không lên án, tại vì vấn đề nằm ở chỗ tôi chỉ phân tích cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu được đằng sau những cái câu chuyện ủy quyền là như thế nào. Vậy thì bây giờ vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được quý vị bạn, động cơ có không? Có thẳng không? Vấn đề động cơ. Động cơ vì sao? Anh dịch vụ ơi, tôi nhờ anh làm việc gì? Ra bản chính, hoàn trả lại cho tôi. Nhưng anh đã có hành vi gọi là, nếu trong trường hợp tôi giám định cái chữ ký, chữ viết nó không phải của tôi, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn cái được và cái mất của từng cái vấn đề. Và luật quy định rồi, một người nào đó ý chí rất là rõ, ý chí thì có trước, anh đã lợi dụng ký một cái văn bản nào đó để nhằm chiếm đoạt tài sản đó quý vị, cái giá trị tài sản, đủ yếu tố không quý vị? Đủ. Thì thưa quý vị và các bạn, trong cái cuộc sống thì xã hội thì gọi là cây mỗi hoa nhà mỗi tật, chúng ta cũng đang tiến gần tới cái sự gọi là xã hội hóa. Chúng ta cũng cần phải cập nhật những cái kiến thức pháp luật. Nhưng thưa quý vị và các bạn, thông qua một cái câu chuyện ngày hôm nay, tôi muốn quý vị và các bạn, cho dù mình có thân, cho dù là anh em ruột, cho dù là vợ chồng, thì mình cũng phải đọc một cái văn bản. Mình phải đọc chứ, đọc cái văn bản đó. Và quý vị và các bạn biết không, thông qua cái video này tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn ủy quyền cho một ai đó làm một cái việc gì đó thì trong phòng công chứng nó có hai cái hợp đồng ủy quyền, hai cái giấy ủy quyền, và yêu cầu họ đưa cho mình một bản để mình về mình đọc chứ. Một cái sự chủ quan của một cái ông chú để dẫn đến cái sự việc ngày hôm nay đau đầu khổ trí. Nếu giá như ông chú Bảo nói như thế nào, ông Bảo rằng là em dịch vụ ơi, em đưa cho anh một bản chứng, và khi về nhà phát hiện cái hành vi gian dối, tức là cái phạm vi ủy quyền nó rộng ra đó quý vị, thì ông có quyền khởi kiện ở tòa hủy cái hợp đồng ủy quyền. Và cũng thông qua cái video này, tôi cũng mong muốn quý vị và các bạn khi ký bất kỳ một cái văn bản nào đó, chúng ta cần thiết lắm phải đọc. Mà nếu không hiểu thì đến ông công chứng viên đó, công chứng viên ơi, ông giải thích cho tôi cái câu này có nghĩa là gì, cái chữ này có ý nghĩa là gì, theo luật Việt Nam như thế nào. Chứ đừng nghĩ tới cái chuyện rằng là bây giờ khi mà không đọc
Rồi bây giờ phát sinh ra những tình huống pháp lý thì bây giờ mình phải đau đầu ký có một phút thôi mà đau đầu tới bao nhiêu ngàn, bao nhiêu năm. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những cái video cơ bản mà tôi muốn gửi thông điệp cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu được một cái vấn đề rằng khi chúng ta ký cái ủy quyền giao cái tài sản cho ai đó làm về mặt giấy tờ thì chúng ta hãy nên thật thận trọng giữ lại một bản giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền. Đồng thời chúng ta cũng thể theo sát cái tiến độ cái công việc. Còn cái việc là bây giờ hiện tại cái hồ sơ của chú nó đã như thế rồi thì bây giờ tùy chú, nếu chú yêu cầu khởi kiện để hủy cái hợp đồng ủy quyền thì cũng được. Còn nếu như chưa, chú yêu cầu là hủy để khởi tố vụ án hình sự về tội, một cái tội gì đó theo quy định của pháp luật Việt Nam thì nó vẫn đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, có những cái video thực tiễn trong đời sống mà văn phòng chúng tôi có được, và có thể những cái video này có những cái khoản phí nhỏ nhỏ, cũng có thể là những cái khoản không có phí, nhưng rất mong sự đóng góp của quý thầy cô, quý bạn bè, đồng nghiệp để cho những cái video sau của tôi sẽ có chất lượng hơn, phục vụ đối tượng chính là cả những người dân Việt.